Ngay chào cô chú anh chị, hôm nay mình với bà đi chủ núi dài năm giếng nhau gì đây, núi dài năm giếng này sáng giờ dài hoài cho bà ơi, bà thấy đến núi dài năm giếng này bà nghĩ thế nào ạ? Bà đây chốt nào giờ bà cảm nhận là thấy vui mừng không ạ? Ghi hình bà coi. Bà đây. Bà đây. Bà đang đi đâu rồi mà không gây? Nếu có đi đâu rồi mà không gây, không ghê giờ. Bà đây có kiến nào nhìn chút bà. Bà ơi. Em đó cười biết mất cỡ trời ơi. Nào chứ miệng bà này em gì sao? Ôi bà ơi. Xe kia tầm túi kia luôn rồi. Bà không học ở nữa giờ cười hoài đi. Xe kia làm nói rồi. Ác ôm thì. Quang bà đây à, nó mai cho bà mà giờ nó cười ơi. Cũng là thăm bà bà nè. Ở đây nhiều quá. Mà mướn xe nhậm đi xe 50. Hồi xưa không chửi không được, bởi bà nói con này chị gốc rễ lên hết rồi. Gốc rễ lên hết rồi hả bà? Ôi bởi bà nói bứt gốc bứt rễ thì nó giận nó ghét đâu mà nó không hiểu, bà nói nó không chịu nghe. Ai dạy nó cũng nghe hết trơn á, rồi cái đầu bà nó giận bà. Bà năm tới bà, năm bảy bà, 12 bà. Đâu có ai dám giận bà đâu. Bởi đời bà nói lắm nên con thôi, còn có đứa khác nói nó không nghe. Không có gì nói nó cũng chịu nghe hết trơn á. Cái gì sai bà dạy bà ơi, mẹ con. Bà dạy nó nói ai biết rồi, bà lúc đó bà không dạy mà bà nói bà là vua, bà là tiên, bà thánh, bà thiên tổ tới ngày nói sao. Đưa nhỏ khác vô dạy thì nó chịu nhận. Nó thì không á thì nhận đi, nó cần nhỏ kia chỉ cho bà đây. Bà Quan Âm, bà Thiên Tổ nó nói không phải hoài không, giờ phải học biết liền á. Nó không chịu nghe à. Ông bán ta biết gì, cái đầu chục lóc hỏi tao hoài á, thằng mình cũng lo là được bán, phải bán nhận, bán nhận gì, ai cho nó nhận, phải học đòi theo bán được sao. Bởi nói hoài tối ngày nói hoài nó ganh tị, nói động tiếng nó cái nó chỉ này chỉ kia, nói ở nhà học hỏi này học kia mà trực tiếp dạy nó không chịu nghe. Trực tiếp bà cho người đến dạy nó không chịu nghe. Trần ơi con bị vậy hả? Ôi bà không biết ngày qua ô đầu á, cắt ngày qua ô đầu nhiều lắm mà ai biết lén bà đánh bà không biêu nữa nè. Quét thì đàng hoàng. Ngoan bà đưa nè, chai nước lọc của bà đưa, có chai nước chai bà nãy đâu, đưa đây bà chai cho bà đây. Uống nước đó bà. Bà nói là ăn nước uống, nói gì giờ nông thôn nông dân là vậy, rồi chửi nó hoài nó cũng vậy thôi. Chiều nay bác Hồ cân bằng lợi, có chúng bay đứa nào nói trước nói sau đó bà. Lời nói của bà tôn trọng là chút xíu đi, đặng cho bác Hồ cân nhắc hai đứa nào được nào không. Bọn phải đưa đi thì bác Hồ đưa đi, hai chữ bác Hồ cân bằng, cái cân cân bằng ở trong đó. Bữa bà lấy rồi, nãy lấy thêm hai cây nữa, lấy hai lần, lấy ba lần, sáu cân rồi đó. Ba lần lên sáu cây sao, lên là 60 cây rồi đó, 62 cây của ông vua đó mà. Thì bà nói cân bằng thì lúc nào cân bằng, hai bên tay cân bằng. Lưu lương tâm mình với cái đầu của mình, hiểu chưa? Rồi nó ra cái miệng của mình. Thứ nhất lương tâm mình tốt thì nó ra, với cái đầu mình tốt thì nó ra cái lỗ miệng của mình. Lỗ miệng đó là cái gì đó, là ba cái, là thứ nhất cái đầu, thứ hai là lương tâm, thứ ba là cái miệng. Là như vậy đó. Từ cái đầu mình nó bắt ra, nó ra cái miệng của mình đó. Nếu lương tâm mình sạch thì nó bắt ra chứ gì đâu. Đó là lương tâm của mình. Đó là bà muốn nói với con là như vậy chứ không có cái gì. Nãy giờ bà nhìn chưa gõ bên đây, nó thờ gì bên đây nữa hả? Trời, tới ba liền. Bà ơi, cái ông này ông gì hả bà? Không biết rồi, trên đời là vậy. Ông này xin tưởng nhà vua. Chứ hả? Ngày nào cũng đứng trước cửa vậy là giữ cái nhà vua đó mà. Đi đâu thì cũng đi theo. Ngày xưa ông vua Gia Long cũng ghé đây đó bà ơi. Trời, bà ở chỗ nhà này chỉ có ông vua của bà thôi, thì bà đi bà vua đây chứ ai nữa, để ông vua ra. Là vậy là thôi đó mà. Bữa nay nó nuôi con đúng rồi, năm giếng này chị, đây có năm giếng luôn kia kìa. Dạ, dạy năm giếng là ai có gỡ mặt xuống gỡ mặt. Bà nói với con là như vậy, thân ai để lo đi, chứ bây giờ đối thừa này nó kia, bên kia thì đối thừa bảy thiện đó mà, bên đây thừa thì phát đó mà hay sao. Giờ con đối thừa hoài biết làm sao, mà thanh tao con không lo. Con không có lương tâm chứ con đòi lương tâm phát làm gì. Lương tâm của mình đi đâu mà cái đòi bảy thiện là sao? Bảy thiện nó có lương tâm đâu bao giờ. Lương tâm của nó là bà, lương tâm của bà. Bà bảy thiện là ông nào vậy bà? Ông thiện là bên đạo tràng của con. Con đạo tràng là gì? Con đạo gì nó coi. Dạ con hả? Con lại chú con đạo Phật.
Ôi, đừng có chua chứ mình nhẫn chúa vô à, đạo Phật giáo là Phật giáo đại đi à, bây giờ cho về đạo chúa hết rồi, chừng nào phải cho mới được về à, ngoan nào bà Sương, đoạn vị đó, gồng tiên của bà, nói gì vậy đó, à, gồng tiên, chân tiên, bà đi đó là chiến tranh của bà. Bà, ông Bái Hiền vậy là ông giữ đạo tràng sao vậy bà? À, ông Bái Hiền giữ đạo tràng, nhưng mà ông không có, ông có, ông có lương tâm, ông có ngang như con đâu mà, ông có trà nang như con, đó linh hình luôn rồi. Bà nói lương tâm Bái Hiền, lương tâm của bà, con đừng hỏi tới hơi lui, con thầy bác cũng vậy thôi mà, thôi đó mà, cái đầu chục lắc bà cho, đừng có chửi, đừng mắng gì nữa là được rồi, nói gì đó rồi, nói gì giờ là... Lại bà. À, đó bà dạy vậy đó mà. Trên đây là bà luôn. Bà ơi. Bà bà. Lại bà luôn. Cái chị Phong này từ ở ngoài Sài Gòn đến đây lấy trình bày đó. Ông chết ra bà như của bà. Chị dịch đúng rồi chị dịch. Vô lại bà luôn hả? Bà chết ra đời từ lâu rồi. Đời nào đời nào tới giờ. Đội gì giờ. Chú biết là thôi lên đây để thôi lại bà. Rồi chị bên kia có lại chưa? Cái chị ngày qua nay kìa. Đi bạn biết chuyện gì. Lại gọi lại gọi tôi chưa lại tâm chút lại luôn. Không trai tưởng đá bà cho không đá ở đây đi nha. Đâu bà nhận lời không? Lại bà nói luôn tâm của đó. Hàng trước đi nghe lời bà nói đi ngõ trong của Quốc mà nghe đừng đưa cái mặt ra đó, họ lấy mặt Quốc ra ngõ trong Quốc đi nghe đi con đưa cái mặt cái hồi anh nó lên. Vậy mà đi chút xíu nữa hả? Bà sao? Ngoan rồi bớt ngựa chút được rồi ngồi đâu cũng thấy sao bữa nay bà bữa nay mọc râu bà. Trời, bà nói tại nó khô đây trời ơi bà khô nào ra bà khô râu bữa trước đây cộng râu là hai cộng là đủ rồi bà nhỡ bên cộng rồi bà nông dân nông thôn đó mà ơi cho nông dân thôn vài bữa sang qua nhỏ đi ra ngoài vậy nam muốn sang qua nhỏ mẹ này cho chưa hay nữa là như vậy rồi chị đó như vậy đó nông dân nông thôn như vậy từ mẹ sang con rồi từ bà lại sang cái ngõ này còn ngõ này sang lại nhốt kia đúng rồi mà bỏ bao nhiêu đứa dân về đây xuống đời mà nó không lo bỏ biết bao nhiêu đứa dân về đây xuống đời bỏ chặt đất luôn à hồi thời năm chín năm con rồi trời ơi trăm chín con nào sao thời trăm chín con hàng ngàn đứa sao nữa rồi hàng ngàn biết bao nhiêu đứa bao nhiêu đứa trên trái đất này rồi nó bay rồi học tay cộng bên đó cộng mà nhậu rồi thì nó vậy đây như sao mà kỳ á bà nói chuyện nào lên hung chuyện đấy đó bà kia hồi trước dài luôn rồi đó bà nhắn qua con với mẹ nhìn lại bà rồi bà nhắn rồi hả bà. Thật sự bà trong ngõ này bà ra vô lý do lúc đó thì không có đẻ được ra cứ đẻ tiên hoài đó mà đẻ tiên ra thánh không mà thì cuối cùng xuống đây mới đẻ được ông vua ở dưới đất anh mà có bấy nhiêu mà chửi bà chắc nặng giữ câu này thôi nó không dám đâu phải không dám đâu vua được không bà hả cái vô đi giờ bữa bắt đầu lớn ông chửi nghe chiều nay lấy tay lên mình nghe đi ông nói không có thời gian đâu chửi đâu quá trời ông không nói như bà nói cũng đáng nói rồi ra nói vua luôn à bà mấy con mà nhận hết rồi hả bà nhận cho rồi nhận con chưa bà nhận con chưa đây quay hết đi nào chiều đem lên đài đưa lên hết cho bà không lên hết thì xã nào ra xã đó hết cho bà đi xã nào thì xã nghe mới ra bà cho mới đâu chợ nào cũng có chợ nào cũng có chợ mới hết trơn nữa nghe mà chiều nay chợ nào cũng đem hết lên cho bà có được cười cho ngựa biết được cười mỗi bà cắt đau đó cười hoài bà luôn đi hỏi thăm bà luôn chung nghe nó cười hoài bà nói không phải cho vui bà nói bà chiều nay còn nghe tượng đá tượng mặt tượng kỳ đang đụng tượng thờ tượng mặt chiều nay ra đời luôn bà đây nghe bà nói nghe bà nói sắp mơ giờ bà giận 7 năm 7 8 ông rồi đó chiều nay mà mấy lỗ tay rồi bà nghe thôi mấy ngày nay có bà có giận không mà cái cơ nào mà nó cháy quá trời cả nước nó cháy quá trời luôn ơi sao mà bà dập tắt giùm cái cháy cái nào chỗ nào cũng cháy bà chợ mới cháy hai ba chỗ mới cháy hai ba chỗ Bình Dương rồi Đồng Nai rồi gì chỗ nào bà làm có phép sao cho đừng có cháy nữa các bà đừng có giận nữa bà ơi bà giận là chết hết rồi bà giận quá vậy là chết rồi chết để chiều nay bà hỏi lại trên đài tư vi ba hay là truyền thuyết của bà có cháy như thế nào mới đã lạ lương tâm của con cháy bà con biết nữa có chịu cháy như thế nào không biết không ổng làm cái chuyến này chơi hồi đó uống mà để bà hỏi lại coi con cháy hết hả gì rồi cháy thì cháy đi đứa cháy đứa không cũng được đi mà cái vừa nào có cháy nào bà thấy chúng con bây giờ gì không có được cái cháy con cháy đẻo của bà nữa rồi thì bà uống hết thì thôi mấy giá nhỏ thì cũng ra cho con như vậy tốt hơn đi rồi
chứ đừng ra bà cái chị Kim Tho từ ở chị Vinh lên đây là bà, muốn lại bà kìa, muốn hỏi thăm bà kìa bà. À, con, chị Tho vô chị Vinh đâu? Dạ con, dạ Vinh cũng con mà con đi làm thành phố. Dạ cũng con đó hả? Ờ sẵn sàng ông lại bà đi cho ông quăng ra, cho ông lại bà, năm mấy đứa đâu ra lại cho ngay. Nãy giờ ông lại lo vô lo giỡn hết, nông thôn thì còn quá, nông thôn dân vậy gặp bà thì lại đỡ lo cười hoài á, không ăn cái gì là được luyện hoài á, tức là được ăn được. Lại bài luôn cái đứa này hả gì? Bà quay lại kìa bà, quay lại kìa bà, quay lại kìa bà. Ngồi đây lại luôn, quay bài nói nó không ý tứ gì trơn, đắt đuổi vô mấy đứa này đây giờ. Ừ, dạy tứ đâu không? Ừ, lại bà luôn. Tại vì á con coi ai cũng biết bà cứ kêu gọi ai cũng lại lại bà hết, bây giờ người ta không biết người ta không lại. Bây giờ con đến đây con lại. Ờ. Ô con nhồi con nhột dưới đống ra lại ta mất tiền. Vậy chờ tới ngày thôi đi ăn cháu. Lại bà luôn kìa. Bà lại bà, con lại bà. Lại bà. Cái miệng đó là phải nó nói không phải là hôm nay chứ đến này chú lại bà luôn. Ông chơi người tài nên mua gì là vậy. Ừ. Này, con, đó cái bà nói đó. Này cũng con chú sơ mà cũng lại bà luôn nha quý vị. Nói ra nói vô cảnh này đừng nghe, nhất định thấy lần nữa đó, nghe bà không có biết nào. Thấy lại là con tỉnh miền Tây à bà. Bà ơi con lại dùm tổ tiên con được không bà? Ai lại nói cho bà? Cho bà. Vậy tập hỏi vậy con rồi nha, tập hậu huynh của con. Gần nhất là ba mẹ của con. Là những người thân của con nữa ai cũng biết bà. Họ đoàn đi đoàn thị thủy đây, bà hậu đoàn hồn linh cá đoàn thị thủy hồn dâm mại. Đó ra vô rồi mấy đứa này là gì lặng gì đang chị lặng dài chúng con nó gọi chưa giáp tính miền Tây con hãy nghe nào. Là bao nhiêu thằng cũng về mấy đứa này hết rồi, mỗi đứa mới lại khác nhau. Thì con hãy dòm lại bản thân con như thế nào. Đó, như vậy đó, con mới cha gác mà dòm lại đi chứ những đứa đi bên cạnh bà đâu biết gì đâu. Bây giờ đã là thằng Tiên đã về hết rồi, thằng Tiên thằng Tảnh đã về bên đây. Thì mọi người ta lại con dòm lại coi anh con lại như thế nào là đúng rồi chưa. Để cho bác Hồ con lập đời rồi lại đó mà đó, bác Hồ tại đừng phải ông đóng lập chứ không ai. Tại vì hai cái cân bằng hồi sáng bà giao cho ổng rồi đó, thì thằng đá, thằng cát, thằng chiều sáng lại theo bà hết rồi, thằng trời thằng đất đã về rồi. Rồi nào giờ bà xuống đây đó là gì rồi, muôn đời muôn kiếp là gì rồi, bữa nay bà ơi, lại gì được chưa bà? Được chưa bà? Lại nãy giờ cái tâm lại đó. Bà có xin lỗi gì được chưa bà? Được chưa? Được chưa? Lại rồi. Được chưa? Đó thì các con giáp trên tay gắng mà nhìn cảnh này thôi. Nào nhìn thì chiều chiều nhớ vô mà nhìn rồi mình phải chỉnh lại bản thân mình thế nào. Dạ, mấy đường về nông dân nông thôn nhà vua mới nhận rồi chứ. Thì bà nông dân nông thôn rồi bà phải chỉnh đàng hoàng thì sắp rồi đi la hoài. Rồi bà. Cái đời đàn gì rồi đó thì vậy đó, mấy đứa lớn tuổi rồi 70 tuổi đứa nào sống được thì sống, không sống qua đi. Ai cũng còn cho nội cho ngoại lợi đó mà, chứ giờ bà cấm được chuyện chết đi đâu là vậy đi, bà nói vậy cho xong. Thôi bà chấm rồi, bà chấm rồi. Trời ơi, ta có một sao nói bà nghe. Bà thương, trời ơi, bà đòi quá được đứa cho Vinh qua đó hả? Ngoan rồi, nhìn bóng đèn này một chút, đứa sáng hay không cho nơi bóng đèn này. Bốn như vậy thì đã chịu bắt đầu giải thích thêm vài câu cho. Còn ba bốn ông vua của bà thì có ý kiến gì thôi. Ê, chị thôi, chị từ đâu mà đến đây mà để gặp bà? À, thôi ở tỉnh chị Vinh nhưng mà thôi đi làm mướn ở trên thành phố. Vậy hả? Chị có thể cảm nhận như thế nào mà gặp bà mà để tự nguyện đến đây là để trình bày? Cảm nhận hả? Cảm như thế dài lắm. Tại vì khi mà Tho bị bệnh là Tho đã thấy là bà kêu Tho là đúng rồi. Cô nằm mơ thấy bà. Bà kêu vậy. Lúc mà bị bệnh nhưng mà gần đây thì lại nằm mơ hay là muốn được gặp bà hay sao mà nằm mơ thấy bà? Nằm mơ thấy bà ha. Là có rất nhiều người. Rồi bà báo mộng hay vậy? Không biết là báo mộng hay gì, không biết là mơ hay mộng gì không biết. Nhưng mà thấy bà như nhìn bà là cảm nhận liền. Đúng rồi. Không có nhiều người á, người ta là nhìn thấy bà, biết bà, nhưng mà thôi chỉ là biết thôi chứ thôi không thấy bà. Hiểu không? Hai từ đó hiểu không? Hiểu rồi. Cái này hơi
có nhiều cái tâm linh này nó quyền bí quá, quyền bí lắm. Có người biết mà, nhưng mà có người biết mà được thấy nữa. À, có người thấy, có người thấy trong mộng luôn. Có người không thấy trong mộng rồi nhìn thấy bà nữa, thấy bà hiện hữu luôn. Cái này là cái thật. Nhưng mà còn trong cái du di nữa. Vậy là chị Thoa có thể là hiểu nhiều bên tâm linh một phần nào đó nha quý vị. Hiểu thôi chứ không biết. Có hiểu là được rồi. Về xong cái nông thôn nông dân á. Bà ơi, với lại là cô có thấy tâm du di luôn, thấy bà luôn. Bà. À, lại mấy người, mấy cô, mấy cô, mấy bà này lại lại bà đó là cái ý nghĩa như thế nào bà? Thì lại bà là được phước được gì á, lại cho nông dân nông thôn á là dắt thân người ta này luôn đó mà, là như vậy thôi. Để dạy vậy thôi. Chứ không phải là lại dùng cho đau là gì đó. Ờ vậy hả? Giờ ta biểu hiện hết vậy rồi là đó là cái nhỏ này nó lại phải nó lại đâu mà hàng hàng ngàn đứa lại, con hiểu không? Nhưng mà không phải ngàn lại đâu, để cho hàng ngàn đứa nó học. Vậy hả? Học sao nó học làm được nó để nó dòm lại coi là cái chuyện nào đúng cái chuyện nào sai. Là vậy các con lên với bà là gì hết rồi vậy đó, đã vậy đó. Mấy con có lại bà chưa? Có rồi phải không? Bà chứng cho tụi con chưa bà? Bà chứng hết nè con. Bà chứng rồi hả? Này nó họ chứng cho con rồi. Lần nữa con vui vậy cái là họ vô mới được. Vậy thôi. Bà hả? Còn xá bà không? Con không có đem lợi, con không có lại. Vậy là tốt rồi, xá vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Ngoan. Bà ơi, bà nói bà đứt dép con mua cho bà luôn. Ờ, mua đứt dép cho bà luôn cả. Mua chứ đẹp nữa rồi. Trời ơi. Nhưng mà tốt lắm nha bà. Trời ơi, dép là dép xỉn nè bà ơi. Ôi chú chị ơi, cầm nặng nặng tay chứ mà lùn mà uống đồng chuyện này nè. Bà này bà tiên dắt. Bây giờ bỏ đi dép cũ luôn đi. Còn hoài nữa vậy kìa nè. Ta đâu rồi đó mẹ, rồi sáng cái thằng đó về cho bà đi. Anh nói nặng sắp nặng nữa của hai bà biết gì đâu, cái này bánh không hả? Bà hai bà chú mua cho bà. Ông ăn bà đưa bánh này, ông ăn bánh mía trời. Ông vua nói thôi bà lấy hàng nào của bà thì lên kinh về đi. Ông vua nói không phải là của miền Tây đó, đem về nhà cho mấy miền Tây đi dùng đi. Bà nói với con á, hồi sáng giờ ông vua tới chuyển hàng cho bà. Cho mẹ hết trơn đó mà, nhưng mà nó có cho đâu đem về nhà. Rồi cái thằng kia nó quạo quá trời, nó nạt ăn nạt nữa của bà nạt của người ta không, mà lại lấy làm chi. Chết bà nói đỡ thằng kia ông ngoài kia ông vua mới da dạo, thằng trong nào có da đâu. Cái bà tôi bay, bà không biết chuyện gì tôi bay lo, sao lo chuyện này tôi bay tự lo đi. Bà nói con nghe đó, trên đời dưới xuống trên trời mà xuống đất sống với con là vậy đó, nói hoảng hết chuyện. Ai bà? Bữa nay bà về đây bà cảm thấy sao bà? Ngon à, bà thấy được rồi, bé bà cho miếng là xem xét cho mấy đứa nhỏ ăn đi con. Con ăn thì bánh con ăn nè, bà thương à. Bánh này bà cho miếng thôi, không ăn nhiều được. Là như vậy đó. Bà con nằm mơ con thấy bà, hay là con muốn trông được thấy bà, con thấy bà ôm con bà khóc mà nước mắt của ai nó cũng mặn hết trơn, nước mắt của bà nó ngọt bà. Đúng rồi, nước mắt bà có mặn, mồ hôi bà con có mặn phải rồi bà đó, thật sự là bà rồi, nếu vậy là bà rồi chứ không ai. Nếu như vậy là bà thật rồi, tại vì bà này đã nhiều bà, đưa ra nhiều bà quá rồi, giờ con nói không biết bà nào, thật sự là bà rồi chứ không ai. Nước mắt mà không mặn là bà rồi, ngoan. Tù quá, một đứa nó về phải không? Rồi mấy tháng nay con nghĩ ông không? Tính là 7-8 tháng nay ít đâu có được lúa về đâu. Bà ơi, có người ta ở sớm người ta nói bà không phải mà gì chứ, bà bị bệnh, bà có bị bệnh không bà? Ở sớm nó nói vậy, con tin nói hay sao? Vậy ở sớm nó lại đình đông, nó lại đình thông của bà nhiều rồi. Thật ăn vậy đó, tại vì nó chơi chẳng biết không ạ, chỉ nghĩ lại đại được lại đình đông nhiều rồi đó, nó không cần bà nữa, không phải nữa, không phải chuyện đó, không phải chuyện đó, không phải đi. Có người ta có ở sớm đó, người ta nói bà bị bệnh tâm thần hay gì, không biết quả có giấy tâm thần không? Có nhiều người nó nói gì phải, nó nói như kể là thằng này thằng kia nó thần chứ không phải là thằng nghe không? Thằng này thần kia nhảy vô nói. Vậy bà. Nói vô bà nãy bệnh tâm thần đó rồi, thằng cái nào mấy đứa lại gần đó nói luôn. Tại nhưng mà bà nói con nghe đình không có lại nhiều rồi, mới gặp bà nó chơi chán đó mà. Với mấy thằng linh ở đó cũng không ưa đó mà, thì ở xóm đó nó biết chuyện gì đâu, nói hoài nó cũng vậy thôi, rồi cần con ở xa về. Ở đâu cũng về đi, Bình Dương đứa nào Bình Dương xuống với bà đi, ở chẳng ở với ông vua hai hoài hay sao, ông vua ba chỗ đó đó hả? Con lại hoàng hậu được hay sao, bà cũng bỏ đi đâu, Bình Dương có đứa nào chẳng đó xuống đây với bà đi. Tại vì con số đi Bình Dương nó làm gì trên đó đó.
Dạ. Con đang đi tính đi Bình Dương bán nước tương nè bà. Ờ, vậy sao ngày qua thấy nó bán nước tương nhiều quá. Bán tương nó bán ngày qua. Bà thấy thế nào? Bà thấy hôm qua đi bán nước tương rồi. Hôm qua bỏ bà đi bán nước tương đúng rồi. Bé không phải quý rồi. Trời ơi, vừa dân thuốc quá. Không phải quý rồi. Nó ta nói nó cười hay là vô mẹ mấy đứa nào đứa rồi nhắc tỉnh miền Tây nè chơi rồi. Rồi bên nó nhìn mấy đứa kia nó cười à. Mỗi giờ như cái nào có tự nhiên nó chậm chậm nè. Nó giật giật lên nè. Bà ơi, bà đi bán nước tương khổ bà. Người ta nói là bà không có bình thường. Có người mà người ta bình thường á, người ta thì không thôi. Giống như bà, vậy đi, không tin thì thôi. Bà nói bà trời đất lên không tin, bà tin thắng nó không tin nữa. Vậy chứ bà nói đừng không có là ai à. Rồi bà nói lịch sử của ai, nói gõ bà nghe đi à. Lịch sử của bà, của ai đâu. Vậy chứ lịch sử của ông tới nhận cho bà coi à. Cứ lúc nhắm nhận lại, lên phải không nhận đi nào. Đây là Quan Âm chứ ai đâu nào. Xương Quan Âm nhiều lắm nha con. Trời. Ồ, nó dựng đặc cứng à, miền Tây này luôn à. Trời đất, đất. Cứng miền Tây luôn. Nhiều người người ta nói là thần thánh không có chửi, mà bà chửi người ta lại là không tin nữa. Ờ, bà nói bà nghe, thần thánh đâu có thèm chửi, mà ta suối bà chửi luôn à, thần thánh nó suối bà. Bà nói bà nghe, bà ơi, bà mất rồi, chửi rồi đó bà. Bà đừng chửi đó bà. Hạ xuống bà, hạ quả xuống. Bà mà ở trên xuống mà chửi hoài đâu được. Bà chửi hoài người ta ghét bà đó. Đừng chửi nữa bà. À, nghe rồi bà không có chửi nữa. Bà nói thằng cây thằng thánh gì đâu á. Thằng cây nè, thằng đá nè, thằng đất thằng cát nè. Bốn năm thằng vậy rồi thằng sư tử nữa. Ồ, nó cười thế. Bởi vì nó còn nghe là vậy đó. Bao nhiêu thằng nè thờ ở đây nè. Cái giếng này là giếng gì bà? Núi dài năm giếng này là những cái giếng này là giếng sao bà? Một cái giếng nhỏ vậy là thành lại năm cái giếng á, thì năm cái giếng 10 cái giếng để vô đại vậy thôi chứ. Ngày bà nói một cái giếng ngày xưa là vậy thôi á. Có nước các con uống đó bà. Nước còn đó. Chứ không có mấy. À nước uống là trị bệnh hả bà? Bà nói nếu chị bệnh á bà cứu các con á thì bà tưới nước là cứu các con đó mà, nhưng mà bây giờ chuyện nó đã qua rồi. Bây giờ nước bờ đã lỡ, nước đã ra. Cứu bằng cái miệng của bà mà thôi. À, ký vô cho bà, ký cứu bằng cái miệng của bà mà thôi. Thì cái miệng bà nói như vậy đó, các con nghe được, thu thập được thì sống với bà. Chứ giờ cho uống cái gì nữa mà, bà nằm đó nói cho bà uống đâu. Thật tự bà đây uống cái gì bây giờ. Thì bà nói với con thì tiệm thuốc tây nó nhóc đó mà, thì đó là phục vụ cho bà không đó, bác sĩ nó không tới lo cho bà. À, thì bà càng gì nói đâu, mà tại nó không nhìn bà thì nói lỗi vậy thôi. Mua bà cái chân cho bà. À, như vậy rồi đây, đứa nào đúng đứa nào sai thì đã có hết chân rồi đó. Thì giờ hôm nay ba bốn đứa vô cảnh vậy thôi, thì đứa nào đúng là sai nhìn lại đi. À, trên đời thì bà nói với con là người ta ba thứ người ta. À, mình thứ nào dòm ngó lại đi, lại là tập trung về một thứ để cho bà dạy cho. Cái vô không ký được rồi. Bà uống cà phê không bà? Làm cà phê bà uống. Nhức đầu lắm. Uống gì, uống gì? Uống gì nữa bà? Chưa uống nước này hồi đi ăn. Uống nước là lọc này được rồi, bác tiệm có ăn rồi. Bà, con nghe nói không ngày nói ông vua là mấy ngày nữa về, ông vua về chưa bà? Con thấy chừng nào ngày ở đây Tết thì ông vua về. Chừng nào Tết thì ông vua về chứ không có về. Chừng nào Tết thì ông vua về gõ chưa? Nãy nào mà ông vô về mà có xe bốn bánh chở về Hà Tiên được đó hả bà? Thì không phải chở Hà Tiên đâu, chờ ra chở giáp tỉnh miền Tây, chuyện của nhà vua à. Đi với con, tính đi với con đi à, ngoan. Mấy đứa có đi núi với bà thì mau ông chở về đi. Biết thân biết phận thì sửa đi, bà thì không nói cái gì, con thì cũng ở trong miền Tây vậy thôi. Con cũng ở trong đất nước đó mà, con ở đạo tràng Bảy Thiện đó mà. Bảy Thiện nào bỏ rơi các con thì bà nào bỏ rơi đâu, rồi lúa gạo ăn đi đó mà. Thì chờ lập đời lợi, nếu có con thiếu thốn gì thì bà sổ ra gạo ra lúa mà cho. Nhưng mà cái phần gạo lúa dưới đó không biết còn đâu đó mà. Như bà gầy thì bà gầy rồi chửi nó mà, chứ không phải bà chửi đất nước nó chửi. Đất nước nó chửi lại gì là đất lại gì đất nó nuôi trồng lúa đó là những mảnh ruộng, hiểu không? Thì nó về nó không chửi mà kêu bà chửi, thì bà chửi chửi xong rồi con tỉnh lại đi mà về với bà. Đó, ký vô là để nhà vua ký vô. Ký vô. Bảy Thiện là lý đó vậy đó mà, Bảy Thiện cái thằng Bảy Thiện có hình dục đâu mà, cái thằng Bảy Thiện là thằng của bà. Uống nước trái cây còn ở chỗ nhà thuốc đó, thầy Pháp nó có gì đâu, cái thằng là thằng của bà đó. Phật đáng là bà, Phật giáo là bà. Còn là con hỏi nó không biết chuyện gì đâu, là gì thôi là nó biết chuyện vậy. Đó, là vậy đó, có một cái
bác thì ra ngoài bà gầy biểu về phòng lúc nay mới về đi, có nhà đằng kia đóng cửa ở đây à, mệt mỏi chạy kia nằm nghỉ một chút bằng không là đằng này. À còn mấy thiện thì ở tại nhà chịu đúng tốt đi à, cái nhà thiện cũng ổn đâu, người ta xây lại hoài đó, mối ăn một hết rồi thì mới xây cả nhà khác lại bà về đó mà. Thì bà về chăm sóc nhà cho mấy thiện một chút và lên lau chuồng chút đó mà, con năm căn nó có cái gì nó bậy bạo tả vậy thôi mà, đứa nào thấy năm căn nói chuyện thì sửa sai cho bản thân mình. À còn bà làm sai thì con phải sửa thân mình đó nghe không à, tại bà không làm đúng đâu, bà làm sai không à, làm sai biết con thấy bà sai con phải sửa thân con đi, à bà dạy coi con nghe. À bà cố tình làm sai hoài vậy đó, để coi con biết sửa thân con không đó mà, ký vô. À thì xuống đây làm sai làm đúng làm gì à, bà này bà thánh một tiêu thánh là dám bắt lỗi có sao, ký vô. Này bà sao bà làm sai mà bắt người ta phải sửa. Thôi bên này uống cà phê nó lớn nó nhỏ sao nó mới sửa. Ờ đó vậy là một chai 2 tẩy đi. Một chai 2 tẩy 2 tẩy. Chai chai năm qua năm qua hai cái tẩy. Chai xanh vậy đó. Ừ, bà không biết uống cái gì đâu. Bà bà kêu lên xe. Bữa nay còn cũng hợp rồi, còn cũng biết bà quay bà cũng nhờ cũng nhiều clip rồi. Thôi bữa nay mà nói tiếng Thiên vô con nghe các bà. Bà không biết yên đâu, bà biết địa tiếng Thiên không à. Địa tiếng Thiên là sao bà? À Thiên Thiên địa địa à, bà có gì bà kêu nó về tính sổ con à, chữ Thiên thì bà không biết đâu, bà dạy tiếng Thánh được rồi à, à tiếng Thánh có cái gì đâu, nãy giờ bà dạy hết rồi. Dạ. À, con đừng có đòi quá, chiều chiều Thiên Thiên địa nó về với con đó, nó dạy chuyện này chuyện kia. Thiên địa ta về dạy biết chưa, là Thiên là Thiên trên trời thiên đất đó, dây cốc nhiều quá, sao ông Lương Tấn dây cốc giận bự dữ rồi. Đừng có chặt luôn tính, nó có chuyện về à, đưa cho mẹ uống đi, bà không uống nữa đâu à, lắng quá à. Bà yên lắm. Bà không biết còn nước gì, nước nào được cho bà chai, ô chai trà ba ô, chai gì chai thì nó đem lại uống chị mà. Nha, chị Tiên nha. À, không biết đem gì đem lại, đi trà xanh đâu à. Trà xanh bao đem trà xanh lại cho bà. Ờ bà hát bài đi bà. Bữa nay bà về nữa. Hát bài là phải đi mấy người Phật tử đâu kêu hát hoài. Ôi, tôi phải hát hoài nữa nó làm tội cho nó kìa. Bao nhiêu đọc lên tiếng tội rồi không biết lo. Ờ ai bị hút lợi cho bà ở rồi đọc giảng hoài đó mà. Ừ, ký vô cho bà đọc giảng thì bà là mẫu của Phật tử. Bà dạy nó, cho nên bà với con gì lên đọc giảng đó mà. Bà với sáng làm căn à. Bà dân sát làm căng lên đọc giảng là bà đọc hoài hoài đó mà. Giờ đâu bà Tiên mà thánh bà làm gì đó mà. Hơi dứt đâu con nghe nhìn bà. Bà cố tình bà đọc nó mà. Là bà chửi mắng bỏ nhận cố tình hoài biết chưa. Bà, thông tin đó là Đức Phật đặt thân dơ mẫu vậy rồi mấy người nói là chấm nhân thân thì sao bà? Bà nói với con á, là bà cố tình bà đọc á, là những cái tộc thần dạng đó là bà chửi mắng con ở nhà bà đọc hoài không tới với bà đó. Lúc đó bà ngồi bà đọc gì đâu hiểu chưa? Bà đọc hoài cái đoạn giảng này đoạn giảng kia là bà nói à, mấy người ở nhà gác đọc giảng đi à, sao không tới với bà à, thì gác tới đi người ta tới nè à, ta tới nè sao không tới đi ở nhà đọc giảng hoài đó à, bà này đâu có nổi đâu à, như bà chửi con này được đó mà à, ai cho ông đọc giảng đi chồng lại coi đi 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 đang có mấy ly lại cho mà không dòm ngó tới bà gõ chứ ký vào ký vào chết mẹ mấy bữa nay nó chết bà rồi bốn năm nước nó nói rồi chết bà tôi bay chân rồi bà nói đỡ ờ ở đây giờ nói là chết luôn rồi ờ ký vô ai thích thì ký vô bà nói thì ghét bà bà nói được uống coi này chị uống em đã đăng bà không biết là biết là nào điều nào mới thì nói không điều nào đâu mà chị không nói mà vừa ai ở nhà đọc hoài đi giờ cho ly tẩy đi em cho mấy ly đi em cho cái miệng nó cỡ đó vừa nông dân tôi bay không đó mà cái miệng cỡ đó đâu vừa đâu giống bà sao giống được sao sao bà nói là con nghe bà con người hiểu con giờ nó biết nó lại đó nói hoài giờ nó gì kìa. Rồi bà độ mấy con ơi, bà ơi bà ơi khổ quá bà ơi cái này bà độ của mấy con ơi bà con sao bà xài bà dạy bà chỉnh rồi con không biết sao bà dạy chỉnh vậy giờ nhảy vô rồi thấy bà tụi bay ơi biết bà dạy nông dân nông thôn nãy giờ không á bà đâu có dạy chỉnh đó uống gì dữ gì đá đâu đá lại uống dữ gì bà kêu chút đá tôi uống nhiều quá đá bà biết chuyện gì bà quên điều nó xếp bỏ đây 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 uống cà phê kệ mò tôi uống đi bà không biết rồi uống vô nghe đau họng thêm dạ đúng rồi bà ôi thằng nhóc nó nhóc đâu đây cái gì
đâu lạc đường nhất mà con Ngọc Bách Trà thì ký vô đi, còn bên đứng đứa non đứa đi rồi thì đi đi ký đi, được hai đứa đi đôi nhau đi đường cặp phải không quá. Ok màu nó đứa nào đứa đi, con của đất nước còn đứa nào giờ bà lại bà được rồi, lại bà là phải vui, con gặp bà lại là con vui lắm. Từ ngoài Sài Gòn mà bao xe vô lại bà đó. Đứa nào uống thuốc không cái không hết trời lạnh á, ai cơ đi về lại bà, ai về lại bà chơi chắc khó ăn luôn quá. Rồi bà lại bà được là mạnh khỏe hay sao bà? Ngoan ngoan rồi từ từ nói nữa đi em. Bà à, sao có tay con nước vậy? Dạ con nó khiến khô cổ rồi sáng mua cho bà mấy cũng kẹo nhậu. Rửa xe nước mía.